Rồi hello, shop Phúc Tùng xe máy Hồng An xin kính chào cả nhà. Và shop Phúc Tùng luôn chúc anh em bà con mình luôn mạnh khỏe và bình an nha. Hôm nay thì shop mình về rất nhiều phụ tùng. Tất cả phụ tùng đều là hàng tuyển chọn đẹp. Cho nên mình ráp lên những con xe sưu tầm đam mê nha anh em ha. Rất nhiều phụ tùng mới nhập về kho nha anh em. Hàng nói chung là cũng chưa có rửa sạch sẽ. Đây là những cái đồ 110 anh em. Và cặp vành này kia thì hiện hôm nay là lên được những cái món phụ tùng clip ngắn, lên được phụ tùng rim, hai bộ lốc, ba nắp của rim, hai cái đồng hồ và một cái bộ quay pha, cặp te, phuộc, gấp, bô của một chiếc quay pha 204, hàng tháo xe. Thì lên sóng nhanh cho anh em mình có thời gian, thời lượng có hạn, không thể quay hết được cái clip đó, rất là dài, mong anh em mình thông cảm nha. Mình sẽ đi chi tiết từng bộ phận một cho anh em mình để anh em mình chốt đơn nha. Anh em nào chốt đơn nhớ để lại sản phẩm mình chốt và nhớ để lại số điện thoại để anh em mình kết Zalo, gọi lại tư vấn cho anh em, ship đơn cho anh em tận nhà. Chốt đơn nhớ để lại số điện thoại nha. Anh em hỏi nhiều khi không để số điện thoại cũng như vậy thôi, mình sẽ không có tư vấn anh em được, cho anh em mong anh em mình hiểu. Anh em muốn chốt đơn nhớ để lại số điện thoại hoặc sản phẩm mình chốt để shop mình liên hệ lại trực tiếp với anh em, tư vấn cho anh em để mình đến cái giao dịch nhanh gọn lẹ luôn cho anh em ha. Chứ anh em mình hỏi mà không để số điện thoại và cũng chẳng biết sản phẩm nào anh em mình chốt thì khi mất thời gian rất là nhiều. Rồi không mất thời gian nhiều, mình sẽ đi trước tiên là một cây bô. Đây là một cây bô quay pha 204, hàng tháo xe đẹp. Anh em có thể ráp ZX quay pha nhỏ 203, 202, 204, 205 được hết nha anh em. Cây bô VIP nha anh em ha, hàng tháo xe nha anh em. Cái này cây đẹp cho anh em ha. Nè, thì cây này anh em ráp cho chiếc xe 20 triệu là bình thường nha anh em. Những con xe đi 20.000 cây, mười mấy nghìn cây vẫn hợp lý nha anh em ha. Một cây bô đẹp nha anh em, quá đẹp luôn ha, dành cho anh em ráp với con xe sưu tầm, xe cọp trên 20 triệu là bình thường. Ráp cho những chiếc quay pha 203, 204, 205. Cây bô này là cây bô 203, 203 nha anh em, 203, 204 gì đó, hàng tháo xe nha, bô đẹp. Em coi cái cổ nè, tiếng bao hay luôn nha anh em, bô đẹp. Rồi tiếp đến là cái gấp cho anh em ha, đi nhanh cho anh em hết thời gian rồi. Gấp này gấp tháo xe luôn nha, cũng là 203 luôn nha anh em. Gấp cặp te đẹp luôn cho anh em ha, nguyên bộ gấp cặp te tháo xe, tháo đẹp luôn anh em. Nè, chưa bục chưa lủng nha, gấp đẹp cho anh em ha, nước sơn zin nha. Bao gồm cây đũa luôn cho anh em, đặc biệt là bạc thao là chưa đóng nha anh em ha, bạc đao nguyên zin chưa bể nha anh em, chưa bể, chưa ép, chưa đóng, và đát nó vẫn còn nguyên ở đây nha anh em ha. Rồi cặp te nữa nha anh em, cặp te là hộp sơn ha, gọi là hộp sơn nha anh em, tem còn nguyên zin hết, nước sơn zin không mớp, răng là còn nguyên hết, bao đẹp luôn nha anh em. Cái này nằm bên trong nha anh em ha, nằm trong cái sườn phần này nè, chở đi nè, rất đẹp ha. Bao đẹp nha anh em, rất là đẹp. Rồi cuối cùng là cặp phuộc nha anh em ha, cặp phuộc sơn zin nè, ti zin nè, bảo hành 6 tháng cho nên mình nhúng nhảy cho anh em ha, ti zin luôn nha anh em, chưa phục hồi anh em ha. Một cái phuộc alpha nha, quay nhỏ nha, 2.4 anh em, bao đẹp luôn, nước sơn còn nguyên zin hết, tây là tây như mới, hàng tháo xe đẹp nha anh em ha, nước sơn đẹp nha anh em. Em ráp xe ok luôn nha anh em, quá đẹp. Rồi tiếp đến là cái đồng hồ cho anh em ha, cũng là đồng hồ của nó luôn nha anh em, đồng hồ bao đẹp luôn nha anh em ha. Này mặt kính này có thai rồi nha anh em, mặt trên có thai nha,
mặt trên nó bị nứt anh em, bên shop mình thay luôn cho anh em, hàng tháo xe luôn nha anh em, có logo, có tem, có mạc đầy đủ hết, chưa chạm chưa mở ha, hoạt động bình thường nha. Bảo hành anh em mình dùng báo xăng và cây kilômét 6 tháng nha anh em, hoạt động bình thường hết, các chức năng đều hoạt động bình thường nha anh em ha. Rồi tiếp đến là mặt đồng hồ rim, đồng hồ rim Thái, hàng hàng VIP, chọn lọc ra nha anh em, cũng là nguyên zin nha, chức năng hoạt động bình thường ha, bảo hành dùng 6 tháng cho anh em. Hàng tháo xe, chọn lọc đẹp, được mấy ông anh trong chợ chia lại anh em, hàng này hàng mới chia về nè. Rồi cái đồng hồ này đẹp hơn nữa anh em ha, đồng hồ này là đồng hồ số 1 nha, cái này số 2 nó bạc hơn nha anh em ha, đồng hồ số 1, số 1 thì 29.000, số 2 là 26.000, anh em nhớ nha. Quá đẹp anh em, cũng là mọi chức năng hoạt động bình thường nha, răng còn nguyên hết, không tung răng, báo xăng, báo công đo mét lên hoạt động bình thường nha anh em, đẹp quá anh em ơi, quá đẹp. Mặt đồng hồ nó, mặt đồng hồ zin nó trong veo, anh em đi thêm 5-10 năm nó chưa có bị nứt đâu, những cái mặt đồng hồ mới đi thời gian nó sẽ vàng sẽ đen anh em ha, sẽ vàng sẽ bị ố. Rồi tiếp đến là có hai bộ lốc 3 nắp, thuộc dạng là hàng, nói chung là hàng cọp nha anh em ha, 3 nắp cọp nha anh em, rất là cọp, dành cho anh em ráp những con xe trên 100 triệu bình thường nha anh em ha. Bộ này trên 100 triệu nè, bộ này cỡ 70-80 triệu được anh em ha, giá cũng rất là tốt nha anh em, nước sơn zin nè, không dặm không bắn nha anh em ha, đẹp, đời 95 nha anh em, bộ này 95 nha, em coi nè, bạc nhũ đẹp anh em ha, không bị dợp, nước sơn còn lì lắm anh em, đời 95-94 nước sơn nó hơi lì hơn chút xíu anh em, nó hơi sậm hơn anh em ha, có chỗ này nó hơi bị bạc ít chút xíu anh em, phần trên này nè, nó đậu nước nó ố anh em, ngoài ra còn ok hết ha, bao đẹp luôn nha anh em, nguyên zin hết. Rồi tới cái nắp nồi này khỏi chê rồi anh em, bao đẹp anh em ha. Đẹp lắm anh em. Cái bộ này nó còn cái giòn zin anh em, giòn đen của nó nè, đi kèm luôn nè, giòn zin theo xe đó anh em. Bộ đời 95 nha anh em ha, rất đẹp, mặt dưới mà không có dợp không bung mà anh em. Rồi mặt tiền anh em ha, em nhìn nè, rồi nha anh em. Rồi cái bộ này bộ cuối cùng là bộ VIP anh em ha, VIP này ráp cho trên 100 triệu bình thường nha anh em, em nhìn kỹ nè em ha, bộ VIP nha anh em. Bộ này cũng đời 94-95 luôn, nói chung là những cái bộ này anh em ráp các đời đều được hết nha anh em ha, tất cả các đời rim Thái đều ráp được hết, bao đẹp nha anh em. Sơn zin còn như mới luôn anh em, rất là đẹp, còn như mới luôn nha anh em. Rồi quá đẹp, đẹp quá anh em ơi, quay rất là kỹ anh em ha. Anh em nhớ cho shop mình một cái follow, một lượt chia sẻ, một lượt thích cho anh em ha, để shop mình có cái lượng tương tác nó nhiều hơn để cố gắng phục vụ cho anh em, gia đình mình những cái sản phẩm tốt hơn nha anh em. Thì mỗi ngày đều có những cái clip, nói chung đi shop mình lúc nào có những cái phụ tùng mới về, luôn là những cái hàng mà đẹp tuyển chọn phục vụ cho anh em mình nha anh em ha. Anh em có nhu cầu thì cứ để lại số điện thoại để shop mình tư vấn cho anh em, anh em cần sản phẩm nào đó để lại số điện thoại nha anh em ha, và báo giá cho anh em luôn. Đây hàng này hàng VIP nha anh em, rất là đẹp. Rồi một lần nữa shop mình xin cảm ơn cả nhà đã đồng hành và ủng hộ tin tưởng shop mình trong thời gian qua nha. Bye bye cả nhà.